Dạ, kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần của Việt Mỹ Televisions. Phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, gồm có anh Trần Duy Biên, là cao học toán, và chúng tôi, nhà báo Vi Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Cái đề tài mà anh em chúng tôi nghĩ rằng, và bà con cô bác cũng có email cũng như gửi thơ cho tôi, anh em chúng tôi là cố gắng phân tích coi cái việc mà chuyển trục quân sự của Tổng thống Obama về Á Châu Thái Bình Dương qua thời của Tổng thống Trump nó có tiếp tục tăng cường hay là không còn nữa. Thưa quý vị, đây là một cái đề tài hết sức là lớn. Lớn bởi vì nó ảnh hưởng tới biển đảo của Việt Nam. Nó ảnh hưởng tới cái tình hình Việt Nam là nước nhà của chúng ta. Dù chúng ta bây giờ là công dân của nhiều nước, nhưng mà chúng ta chỉ là người, cũng là người tị nạn. Do đó, cái nước nhà Nam của chúng ta đương nằm trong cái gọng kềm của Cộng sản. Ai cũng nghĩ là cái đất nước như vậy thì cũng phải nhìn tới nó, chứ không có phải nói là mình qua Mỹ rồi mình trở thành công dân Mỹ mình mất gốc, và không có như vậy. Cái đó là khẳng định với quý vị. Chúng tôi làm báo 20 mấy năm, liên lạc với anh em, sống với anh em rất nhiều, ai cũng nghĩ rằng Việt Nam vẫn là nước nhà của người Mỹ gốc Việt nói riêng và của người Việt hải ngoại nói chung bây giờ. Nhưng mà cái đề tài nào cũng vậy, thưa quý vị, anh em tôi, chúng tôi chọn những cái thông tin nghị luận của các đài quốc tế Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, thưa quý vị. Thành ra những cái thông tin nghị luận mà được kiểm chứng đàng hoàng rồi thì nó không có, tiếng Pháp nó gọi là không có sensational, không có emotional lắm. Nên chúng tôi xin phép hai anh em chúng tôi, anh Biên ảnh có cái công ảnh sưu tầm 4 cái tin liên quan tới cái tình hình này để mình đi trước và theo dõi cho dễ cái bối cảnh mà phân tích sau này, thưa anh Biên. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin đầu tiên là biển Hoa Đông, Bắc Kinh đòi Mỹ tôn trọng vùng phòng không Trung Quốc. Thưa quý vị, trước đây, cách đây mấy năm, thì sau khi Trung Quốc đã lập cái vùng phòng không mà lại chùm trên đảo Senkaku, khi bắt đầu mà Trung Quốc tuyên bố thì ngày hôm đó, hình như là Mỹ có đưa một số những cái máy bay quân sự đi qua. Dạ, cũng lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Dạ, vâng. Rồi Nhật và Nam Hàn cũng tiếp tục làm như thế. Thì ngày hôm qua lại có chuyện xảy ra, là theo tin Reuters, một truyền hình CNN cho biết là ngày 23 tháng 3, tức là ngày hôm nay, sáng này đưa tin là các quan chức Trung Quốc đã cảnh cáo một máy bay ném bom chiến lược B-1 bay gần không phận của Hàn Quốc và xâm nhập trái phép vùng nhận diện phòng không Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Phía Trung Quốc đã ra lệnh cho máy bay Mỹ rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên các phi công đã phớt lờ đi và đã trả lời rằng chúng tôi đang là đi trên cái bầu trời của quốc tế. Nên họ không có thèm lái sang phía khác. Thì trường hợp này mà ở Việt Nam có lẽ rằng sẽ bị hạ. Nhưng mà đối với bên Mỹ thì Trung Quốc chỉ nói rằng chúng tôi theo dõi rất kỹ. Đó là cái tin thứ nhất. Tin thứ hai là Mỹ-Trung bất đồng nhưng buộc phải hợp tác. Tờ Nhật báo Kinh tế của Anh Financial Times hôm nay có bài nhận định về quan hệ Mỹ-Trung đứng về góc độ thương mại. Thì khỏi nói thì ai cũng phải biết rằng là cái tương lai của thế giới tùy thuộc phần lớn vào hai cái siêu cường quốc này. Thế mà hai nước này lại có rất nhiều quan điểm đối chọi nhau về nền kinh tế, nhưng mà buộc lại phải cùng nhau tìm một giải pháp thế nào để cho nền kinh tế được bền, thế giới được bền vững. À, cái chỗ này thì tôi cũng thêm một chút.
chính ông Phó Thủ tướng của Trung Cộng là ông Lý Khắc Cường, ông đã tuyên bố mà Hoa Kỳ và Trung Quốc không có nên có cuộc chiến tranh thương mại. Xin quý vị nhớ chữ chiến tranh thương mại, bởi vì có chiến tranh thương mại bên nào cũng thiệt hại. Ông nói vậy thì ông nói một mình ông nghe thôi, bởi vì ông, nhưng mà cho tới bây giờ thì thực sự mà nói thì chúng tôi chưa thấy một cái dấu chỉ gì về phía bên Hoa Kỳ coi có nghe lời của ông nói hay không. Rồi bây giờ cái tin thứ ba thưa quý vị là báo Le Monde của Pháp thì họ nói hiện giờ Hoa Kỳ và Trung Cộng đương tranh chấp nhau gọi là cái vùng ảnh hưởng ở tại Biển Đông, chứ không đơn giản là Trung Cộng tranh chấp biển đảo của các nước láng giềng, mà đây là hai cái nước lớn đệ nhất và đệ nhị siêu cường kinh tế tranh chấp nhau cái gọi là vùng ảnh hưởng. Vùng ảnh hưởng này nếu quý vị đọc báo, quý vị có thể thấy người ta dùng cái chữ hơi khác khác một chút, nhưng mà cái nội dung nó vẫn giống, đó gọi là cái tranh chấp cái địa lý chính trị, tức là cái ảnh hưởng của mỗi nước ở trên trên cái vùng chung này. Thí dụ Hoa Kỳ họ tranh chấp cái gì? Họ đòi hỏi Trung Cộng phải tôn trọng tối đa cái quyền nhận dạng, xin lỗi, cái quyền mà gọi là hàng tự do hàng hải, trong khi Trung Cộng thì họ có tham vọng đất đai là họ muốn chiếm biển đảo của một số nước như Việt Nam. Cộng sản mất hoàn toàn hai cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hai cái đảo lớn nhất. Cái tin kế tiếp thưa quý vị cũng cái anh Chí Phèo cộng sản Bắc Hàn nữa. Mới đây thì ảnh phóng quả tiễn nữa. Thưa quý vị, theo hai nguồn tin của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương và của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Hàn Quốc có nhiều khi mình gọi là Nam Hàn. Bắc Hàn là cộng sản, Nam Hàn là người quốc gia tự do. Thưa quý vị, có nhiều khi người ta nói Nam Hàn thì quý vị nghĩ rằng đây là Hàn Quốc. Thì ngày 23, hai cái cơ quan quan trọng đó cho biết họ xác định rằng cái việc mà phóng quả tiễn của ông Chí Phèo cộng sản Bắc Hàn đó thưa quý vị là hoàn toàn thất bại. Đó là cái điều mà anh em chúng tôi báo cho quý vị biết dựa vào cái tin hết sức là quan trọng. Anh này đó thì lâu lâu cái anh phóng, cái anh đòi hội họp với nước này, họp với nước kia, 6-7 bên để làm chi? Để dòi tiền, để dòi viện trợ nhân đạo vân vân. Thưa quý vị, nên chúng tôi mới dùng cái chữ Chí Phèo Bắc Hàn là quý vị nhớ cái tiểu thuyết của Nam Cao phải không anh? Cái ông Chí, cái anh Chí Phèo này, anh ở trong cái xóm làng nhỏ vốn bề là lũy tre xanh, thành ra ông thấy nhà nào giàu á, ông tìm cách ông chửi rủa, nên cái mấy ông nhà giàu sợ mang tiếng, thôi cho mày chút cơm thừa rượu cặn thì ông lính. Đó là cái chữ mà nên chúng tôi xài là dựa vào cái ý đó. Thưa quý vị, đó là bốn cái tin anh em chúng tôi đưa vô để quý vị theo dõi, vui vui để mà theo dõi cái sự phân tích. Thường thường là nó khô khan gì, nó thuộc lý luận mà, chứ không có phải là thuộc nghệ thuật. Bây giờ cái việc đầu tiên là chúng tôi xin phép cái luật tiến hóa của nhân loại. Thưa quý vị, người ta nói định luật của sự sống là tiến hóa. Nếu mà không tiến hóa đó thì bị đào thải. Cái đó là cái định luật của ông, nếu tôi nhớ, ông Darwin. Mà cái đó đúng là thưa quý vị. Mà tiến hóa là nói tiến hóa tức là tiến bộ. Quý vị thấy rồi, nếu mà quý vị ở trên cây hay là ở dưới đất mà quý vị đào, quý vị thấy con sùng nó xấu, nó co như con sâu, thấy ghê. Hồi nhỏ tôi sợ lắm. Nhưng mà khi nó nở ra, nó qua một nó cái metamorphose, nó chuyển biến qua cái giai đoạn khác thành con bướm màu đẹp. Ai cũng thấy, ai cũng cho là con bướm đẹp. Con người cũng vậy thưa quý vị. Có tiến hóa. Nhưng bây giờ là chúng ta thấy nè,
cái người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở tại cái vùng mà nước Mỹ này, quý vị nhìn con cháu quý vị coi, trẻ nó đẹp hơn, nó khôn hơn, nó không nhanh lắm. Cái kế tiếp là khi nó đi học ha này kia, nghĩa là so với những cái nước sắc độc khác đó, người Việt mình đẹp, phải nói là rất đẹp và khôn. Trong 40 năm mà người Việt qua ở cái vùng mà gọi là văn minh như thế này, quý vị thấy ngành nào người Mỹ gốc Việt, con cháu của chúng ta cũng có tham gia vô, sĩ quan đã lên tướng rồi, còn dân biểu cũng đã có rồi, thưa quý vị. Còn cái nghề khó nhất đó, là cái nghề mà truyền thông, mà phải làm sao nói cho tiếng Anh cho hết sức standard, mà cũng đã có hai người rồi, quý vị biết rồi, làm cho CNN, làm cho truyền hình. Đó, thì giống y như vậy. Thời Tổng thống Obama cách đây vào khoảng 3 năm, thì ông tuyên bố chuyển trục quân sự 60% lực lượng về Á Châu Thái Bình Dương. Và ông đã có làm, phải nói. Cái nào công bình mà nói, Tổng thống Obama là cái người chủ xướng làm việc đó. Bởi vì nước Mỹ lúc bây giờ cái khuynh hướng chung coi cái thế kỷ 21 này là cái thế kỷ của Á Châu Thái Bình Dương phát triển. Thứ hai nữa, Hoa Kỳ là một cái quốc gia nằm trên Á Châu Thái Bình Dương, bên bờ, một cái bờ của Á Châu Thái Bình Dương. Và thứ hai, có một cái tiểu bang Hawaii nằm ở giữa. Cái vùng Á Châu Thái Bình Dương đó là nơi mà hàng hóa của thế giới, các nước, thưa quý vị, sản xuất đó, đi qua lại chỗ đó 75% hàng hóa của thế giới. Tôi xin nhấn mạnh, hàng hóa của thế giới, còn riêng hàng hóa của Hoa Kỳ thì đi qua đi lại đây mỗi năm vào khoảng, dưới đồng minh của Hoa Kỳ, mỗi năm vào khoảng 5.000 tỷ. Thì cái chuyện mà Mỹ trở lại Á Châu Thái Bình Dương là cái chuyện đúng, rõ rệt, đúng về chân lý, về chính trị, đúng cũng như toán học 2 với 2 là 4. Đó, thành ra, hỏi tới thời ông Trump, nhiều người lo lắm. Ông Trump, ông chuẩn bị, ông nói là ông là tôi là tổng thống hoặc dân chúng Hoa Kỳ bầu cho tôi tổng thống Hoa Kỳ chứ tôi không phải tổng thống của toàn quốc. Người ta nghe câu đó người ta sợ. Ông lo về Hoa Kỳ, cái khẩu hiệu của ông á, tranh cử đó là Mỹ là hàng đầu. Thứ nhất, Mỹ. Ông cố gắng làm sao cho Mỹ trở thành vĩ đại trở lại. Thành ra người ta sợ là ông lơ là ở Á Châu Thái Bình Dương. Nên chúng ta hôm nay phân tích coi chính quyền Trump, Tổng thống Trump bỏ Thái Bình Dương hay là lơ là Á Châu Thái Bình Dương hay không? Hay là tăng cường hơn nữa? Đó là cái điều chúng ta phân tích, hai cái điểm đó mà thôi. Thưa anh. Khi mà Tổng thống Trump mà đắc cử thì việc đầu tiên đó là ông ấy nghĩ là phải bỏ ngang cái TPP đi. Và người ta nghĩ rằng là cái TPP là yểm trợ cho cuộc xoay trục châu Á-Thái Bình Dương. Mà bỏ TPP có nghĩa rằng là sẽ bỏ châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng thực ra không phải. Vì vấn đề châu Á-Thái Bình Dương nó là một cái điểm chiến lược. Và tất cả Tổng thống Mỹ, tất Tổng thống Cộng Hòa hay Dân Chủ thì đều phải theo một vấn đề chiến lược đó. Chứ không phải là cái này đã là có từ lâu rồi, chứ không phải là riêng có từ thời ông Obama. Cho nên là thời Tổng thống Trump, khi mà ông tuyên bố ông bỏ TPP không có nghĩa rằng ông ấy lơ là. Và người ta cho rằng có thể đây là một cái vấn đề ông ấy theo cái thuyết của Monroe, tức là không can thiệp, bất can thiệp và Mỹ trên hết, tức là làm như vậy là bảo hộ mậu dịch. Như vậy người ta rất là lo lắng lắm. Và nhất là trong cái vấn đề Biển Đông, trong cái thời gian mà ông Tổng thống Trump ông tranh cử, ông ấy không nói năng gì cả mà ông rất là kín tiếng trong vấn đề này, và nhiều nước rất là lo ngại, đặc biệt là những cái nước ở trong cái châu Á Thái Bình Dương như Nhật, Nam Hàn, rồi Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, tất cả những nước này rất là ngại vì không biết rằng là cái ông Trump này liệu rằng là có ở lại Thái Bình Dương không hay là bỏ. Thì đấy là vấn đề mà sau đây thì nhà báo Vi Anh sẽ phân tích rõ rằng là như thế nào. Dạ thưa quý vị, trước khi phân tích thì chúng tôi nói thẳng ra cái kết luận trước đi để cho dễ theo dõi. Ông Trump dứt khoát không bỏ
chẳng những không bỏ Á Châu Thái Bình Dương mà còn tăng cường quân lực nữa. Đó là cái câu đầu. Bây giờ chứng minh ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Mattis là một vị tướng thủy quân lục chiến 4 sao, tức là đại tướng thưa quý vị, khi được Quốc hội Thượng viện phê chuẩn lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, cái chuyến đi đầu tiên của ông là qua Á Châu Thái Bình Dương. Quý vị nhớ rồi, tôi xin chỉ nhắc lại thôi, đây là sự kiện mà. Qua Á Châu Thái Bình Dương thì ông đi thẳng vào hai nước, một là Nhật, hai là thưa quý vị Nam Hàn. Ông nói tại Nam Hàn, nếu mà Cộng sản Bắc Hàn dùng hỏa tiễn tấn công đồng minh hay là tấn công Hoa Kỳ thì ông sẽ trả đũa một cách áp đảo, thưa quý vị, nghĩa là trả đũa một cách áp đảo. Ý muốn nói quân đội mà khi người ta nói vậy, anh bắn tôi bằng một viên đạn, tôi sẽ trả lời anh bằng một tràng đại pháo, đại ý là như vậy. Mà hả, Hoa Kỳ mà chịu xài như vậy ra thì quý vị thấy cái anh Cộng sản Bắc Hàn chắc nhiều lắm là cái bộ chỉ huy của anh, quân đội của anh nhiều lắm là nửa tháng là không còn người. Bởi vì cái lực lượng của Hoa Kỳ, thưa quý vị, bây giờ trên thế giới Trung Cộng không ăn thua gì hết. Người ta nói cái lực lượng của Hoa Kỳ không quân hải quân chiến lược rồi này kia, thưa quý vị, nếu mà Hoa Kỳ ngừng một chỗ không có phát triển gì nữa hết thì 20 năm sau anh Trung Cộng mới so nổi. Cái đó là không phải tôi nói nha quý vị, những nhà chiến lược trên thế giới này nói. Vì chúng ta thấy cái ngân sách của Hoa Kỳ bằng 14 nước của các, trong đó có Trung Cộng, bằng 14 nước cộng lại mới bằng cái ngân sách của Hoa Kỳ. Đó, một cái lý luận thứ hai. Khi ông Trump đi qua thì chắc chắn hai vị tổng thống và bộ trưởng có bàn bạc với nhau cho hải quân mở một cái cuộc tuần tra. Thưa quý vị, một cái cuộc tuần tra hồi đó tới bây giờ chưa có xảy ra. Thời ông tổng thống Obama thì cũng có tuần tra 3 lần, nhưng mà kỳ này mới ghi gớm. Một chiếc hàng không mẫu hạm Carquinson của cái hạm đội thứ 3 của Hoa Kỳ tăng cường cho Á Châu Thái Bình Dương. Trên trời thì chiến đấu cơ mà loại F-35 nó, thưa quý vị, chứ không phải chuyện thường. Ở dưới biển là tàu lặn, ở dưới kế đó là các chiến hạm đi tuần tra, mà tuần tra này mới đọc. Tuần tra vào bên trong 12 hải lý, những cái vùng biển đảo của Trung Cộng mà xưng chủ quyền. Điều đó làm chứng tỏ cái gì? Hoa Kỳ không có chấp nhận những cái tuyên xưng của Trung Cộng, nghĩa là bản đồ chính đoạn là đảo biển của Hoa Kỳ, hay là những cái vùng đó mà Hoa Kỳ, xin lỗi, của Trung Cộng, những cái chỗ mà Trung Cộng mới bồi đắp đó là của chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của Trung Cộng, nghĩa là phủ nhận cái đó hoàn toàn. Mà ông nói đàng qua, ông nói chúng tôi tuần tra vô 12 hải lý, chứ không phải là đi qua đi lại vô hải đâu. Chúng tôi tuần tra vô bên trong. Đặc biệt quý vị, không có một chiếc tàu nào của Trung Cộng lẻo đẻo đi theo sau. Bởi vì biết, với cái lực lượng như vậy mà lẻo đẻo đi theo sau đó, thì mà hoặc là có chuyện gì xảy ra, thì chiến tranh có thể xảy ra. Trung Cộng không nói một tiếng, mà lại nói nhẹ nhàng vậy. Ôi, cái quyền tự do hàng hải là cái quyền mà tất cả các nước đều áp dụng, chứ không có nói gì về con. Cái thứ hai, đặt lần đầu tiên trong lịch sử Á Châu Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cho đặt một cái dàn hỏa tiễn mà gọi là THAAD để chống hỏa tiễn của địch không biết cừ từ đâu tới bắn ra. Thưa quý vị, nghĩa là chống ở hai tầng, tầng cao cũng chống mà tầng giữa cũng chống, nghĩa là không thế nào nổ tại Nam Hàn hay tại Nhật hay là tại những cái cơ sở quân đội của Hoa Kỳ. Đó, quý vị thấy như vậy là rõ rệt. 4 cái chúng tôi đưa ra những cái tiêu biểu rõ rệt là qua thời tổng thống Trump, ông lên chưa được, bữa nay chưa được 2 tháng
mà Hoa Kỳ đã tăng cường như vậy, Á Châu Thái Bình Dương như vậy, dầu cái người bi quan nhất cũng phải nói ông Trump đâu có lơ là Thái Bình Dương, ông không có nói nhiều nhưng mà ông làm mạnh. Thứ nhất là ông tướng thủy quân lục chiến là một cái người tướng, thưa quý vị, mấy ông tướng thì nói chuyện chọn chữ lắm, thí dụ như ban hành cái nhật lệnh chứ không có nói lông bông như những người mà có thể nói làm chính trị dân cử đó, thưa anh. Để tiếp theo nữa là cái vừa rồi có một cái tin mà bà Susan Thornton, tức là bà ấy là trong những người gọi là phụ tá quyền ngoại trưởng đặc trách của Á Châu Thái Bình Dương, bà tuyên bố một câu rằng cái cuộc xây trục sang Á Châu Thái Bình Dương đã chết. Thì tất cả các báo nhau nhau lên, đặc biệt đó báo Việt Nam Cộng Sản nói rằng như vậy thì đã là cái cuộc mà hiện bây giờ ở Thái Bình Dương nó coi như là Mỹ đã rút khỏi và đã chấm dứt. Nhưng thực tế ra khi người ta hỏi lại bà ấy thì bà trả lời rằng chấm dứt ở cái chỗ rằng là đó là một cái tên mà ông Obama ông đặt như thế. Còn chúng tôi sẽ đặt một tên khác, mà tên khác sẽ hay hơn và sẽ mạnh mẽ hơn. Thì bà đưa ra chứng minh rằng ngay khi mà đắc cử Tổng thống thì Tổng thống Donald Trump đã để cho ông Bộ trưởng Quốc phòng Mattis để sang ngay vấn đề bên châu Á để gặp Nhật và đồng thời Nam Hàn, và đã tuyên bố rằng là sẽ bảo vệ Senkaku và đồng thời sẽ đặt cái hệ thống tháp tại Nam Hàn để chống lại Bắc Triều Tiên. Tiếp theo nữa là vừa rồi Ngoại trưởng Tillerson đi trong ba nước, thì đầu tiên là gặp Nhật, sau rồi là Nam Hàn, rồi tiếp tới Trung Quốc. Thì cả ba lần đó thì hai lần ông Tillerson đã hứa với hai đồng minh rằng sẽ bảo vệ hai đồng minh. Và khi mà sang cái Trung Quốc thì ông không có nói năng gì lắm, nhưng chỉ nói rằng là cái đó chúng ta sẽ có những cái vấn đề bàn luận sau. Thì đấy là cái vấn đề mà quan trọng ở cái điểm mà Mỹ đang là chuẩn bị như vậy. Vậy thì cái chuyện xoay trục, tái cân bằng và thuật ngữ được dùng để mô tả chính sách về châu Á của chính quyền trước, còn các bạn sẽ mong đợi chính quyền mới sẽ có chiến lược riêng mình. Cái vấn đề đặc biệt đó là khi mà đắc cử Tổng thống rồi, người ta hỏi rằng tại sao ông lại không có lo về cái vấn đề giúp cho thế giới, rồi là những AIDS, rồi những cái xóa đói giảm nghèo, rồi giúp đỡ kia. Ông bảo dân Mỹ bầu tôi lên làm Tổng thống Mỹ chứ đâu phải Tổng thống của thế giới đâu mà bắt tôi phải lo những cái chuyện bao đồng như vậy. Cho nên người ta nói rằng Tổng thống Donald Trump vì vậy mà ông đã cắt một số những cái tài khoản, và trong chính cái vấn đề thì ông ấy đã đưa lên rằng là tất cả mọi cái ưu tiên dành cho American First. Ông không những cho nên là không những tiếp tục cái chiến lược về Á Châu Thái Bình Dương mà phải phát triển thành một lợi thế chính trị, kinh tế, quân sự thân thiện với Mỹ. Phân nửa của 10 bạn hàng đầu của Mỹ thì là ở châu Á Thái Bình Dương. Mà hơn nữa là cái số hàng hóa 5.000 tỷ hàng hóa giao thương thì riêng của Mỹ. Và mới gần đây nữa thì Pháp và Nhật có đồng ý với nhau rằng là sẵn sàng, tức là để bảo vệ cái vấn đề tự do hàng hải. Chính vì thế mà Á Châu Thái Bình Dương là quê nhà và ít nhất cũng là năm đại cường siêu kinh tế, năm nước đông nhất toàn cầu là Á Châu. Và ở Bắc Thái Bình Dương còn có 100.000 quân trú đóng Nam Hàn và Nhật, đúng không ạ? Vậy thì không có lý do gì mà Hoa Kỳ lại bỏ rơi Biển Đông. Xin các quý vị đừng rời máy, sau giờ phút thông tin thương mại anh em chúng tôi sẽ trở lại để đưa ra những cái sự kiện hết sức là rõ ràng và đáng tin cậy là chính quyền của Hoa Kỳ thời Tổng thống Trump không có lơ là ở Thái Bình Dương đâu. Xin quý vị đừng rời máy.